Xin chào anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh một cái món phụ kiện rất là hay ho và thú vị dành cho những cái bạn nào mà thường xuyên học tập, làm việc, giải trí mà vào ban đêm không muốn ảnh hưởng tới người thân. Thì đây chính là cái sản phẩm đèn treo màn hình giúp bảo vệ mắt đến từ thương hiệu Yili. Thì theo mình biết, Yili là một cái thương hiệu thuộc tập đoàn Xiaomi. Đó, thì các bạn có thể thấy phần thiết kế vỏ hộp bên ngoài rất là đẹp. Thì mình có thể thấy được bên đây chính là cái icon Razer Roma RGB, tức là cái sản phẩm đèn này có thể tương thích được với cái phần mềm này. Thì theo mình được biết, đây là một cái phần mềm giúp các bạn có thể điều chỉnh được cái hệ thống đèn của máy tính, bao gồm cả màn hình máy tính lẫn những cái phụ kiện như là chuột, bàn phím, vân vân. Không nhất thiết các bạn phải sử dụng những cái sản phẩm của thương hiệu Razer, mà các bạn chỉ cần xài phần mềm này và sử dụng hệ điều hành Windows. Ở mặt phía sau của vỏ hộp thì có in một số những cái thông tin về thông số kỹ thuật, thì mình sẽ để trên màn hình nhé. Bây giờ thì mình sẽ unbox nhanh sản phẩm này luôn. Wow, và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Để mình xem bên trong có gì nè. Đây là một số những cái tờ hướng dẫn nhé. Đây là sách hướng dẫn. Và đây chính là bộ sản phẩm của chúng ta. Ở đây thì chắc có lẽ là cái cục điều khiển riêng bên ngoài giúp các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được các chế độ màu, ánh sáng ở trên đèn. Đây chính là phần để kẹp màn hình vào phía trên. À, đây chính là dây để cấp nguồn cho cái đèn. Xài đây, cổng gì đây? Cổng này là cổng Type-C nha mọi người. Nguồn điện thì có vẻ như ở đây là xài nguồn điện này 100-240V. Rồi, yên tâm vô tư. Thì bây giờ thì mình sẽ gắn cái sản phẩm này vào màn hình máy tính của mình luôn. Các bạn đợi mình một chút nhé. Thì nhìn về phần thiết kế tổng quan bên ngoài, các bạn có thể thấy ngay phần mặt trước chính là logo thương hiệu Yili. Còn ở phía dưới chính là dải đèn chính của chúng ta, giúp trung hòa được ánh sáng màn hình vào bóng đêm, rất là thích hợp với những cái bạn nào cú đêm như mình. Còn phần phía sau chính là phần giúp kết nối đèn và màn hình. Đó chính là cái giá kẹp. Và chúng ta sẽ có một cái sợi dây cổng Type-C giúp để cấp nguồn cho đèn. Thì đây chính là cái núm điều chỉnh rời dạng công tắc rất là tiện dụng, giúp các bạn có thể điều chỉnh và tăng giảm độ sáng, nhiệt độ màu, hoặc là lựa chọn các chế độ đèn khác nhau. Đây chính là cái góc làm việc của mình vào ban đêm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở đèn ngay để các bạn có thể so sánh giữa việc có đèn và không có đèn nó sẽ khác nhau như thế nào. Đây, chúng ta chỉ cần bấm một công tắc ở đây. Ta-da! Đó, các bạn có thể thấy ngay được cái sự khác biệt chưa? Thì đó chính là lý do vì sao mình quyết định mua chiếc đèn này. Thì đối với những cái bạn nào mà thường xuyên học tập, làm việc, giải trí vào ban đêm mà không muốn làm ảnh hưởng tới người thân trong gia đình, thì mình nghĩ đây là một cái món phụ kiện không thể thiếu, cũng như là việc chiếc đèn này giúp trung hòa giữa ánh sáng màn hình cũng như là bóng đêm sẽ giúp cho việc mắt của bạn đỡ bị mỏi hơn. Và cái điểm đặc biệt hơn nữa đó chính là chúng ta sẽ có một cái dải đèn nền RGB ở phía sau. Đây chính là cái sự khác biệt giữa phiên bản Pro và phiên bản tiêu chuẩn. Thì mình nghĩ đây là một cái món phụ kiện rất là cần thiết. Thì nếu bạn nào thích video này thì hãy nhớ like, subscribe và share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.